người luôn vân xa xứ. Chắc hẳn trong lòng ai ai cũng mong ước ngôn ngữ Việt, văn hóa Việt, truyền thống Việt được lưu giữ tồn tại nơi xứ người. Cũng chính vì lẽ đó mà chị em chúng tôi cố gắng tạo ra một tụ điểm để có nơi chúng ta gặp gỡ, hàn huyên, ca hát và sinh hoạt với nhau trong tinh thần bất vụ lợi. Chúng tôi ước mong được quý vị cùng chúng tôi tạo ra một sân chơi lành mạnh, lịch sự và ấm áp. Đó là ước muốn duy nhất của chị em chúng tôi. Và tôi cũng hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ câu lạc bộ và Amen lâu dài để nó được trường tồn, nở hoa và phát triển. Bây giờ tôi xin giới thiệu đến quý vị một người phụ nữ tài giỏi. Chị đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để thành lập nhóm học Amen này. Và chị cũng là trưởng ban tổ chức của buổi khai mạc hôm nay. Xin tất cả quý vị cho chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nữ ca sĩ Bạch Kim Yến. Bạch Kim Yến xin kính chào tất cả các quý anh chị em, các quý khán giả đã đến đây, đã bỏ một ngày thứ nhật rất là đẹp để tham dự chương trình văn nghệ ra mắt nhóm của họ. Một lần nữa Bạch Kim Yến xin thay mặt nhóm học âm bè xin gửi đến cho tất cả các quý vị đồng hương, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các em và các con, các cháu một lời cảm ơn rất là chân thành. Và tôi cũng mong là khi mà hợp âm ban đã được ra mắt thì chúng tôi cũng cố gắng sẽ tổ chức thêm nhiều buổi văn nghệ như thế này để cho chúng ta có được một cái sân chơi hy vọng là hộp âm ban được sự ủng hộ của quý vị và nơi đây cũng sẽ là một cái nơi tụ họp cho những người yêu thích âm nhạc. Ngoài ra tôi biết ở đây các anh chị khác cũng có rất là nhiều tài năng khác thì đây là một cái sân chơi cho tất cả các quý vị và hy vọng là chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần đẹp như thế này dài dài luôn. Sau đây thì bà Kim Yến cũng muốn giới thiệu đến các quý khán giả những người đã có phần tạo trợ và ủng hộ để cho chúng tôi nhóm họp học bên có cơ hội ngày hôm nay để làm một buổi văn nghệ như thế này và đã đến tay tất cả các anh chị và các anh chị đã thì nơi đây đó là một cái sự rất là hạnh diện cho chúng tôi. Cái người mà bảo trợ đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các anh chị đó là ông Nguyễn Xuân An. Ông là một chủ nhiệm của một tờ nhật báo Kali Today và người kế tiếp là ông bà Kim Loan, chủ tiệm Kim Loan Healthcare Cosmetics ở trong khu Grand Sunwing. Và sau đây tôi cũng có một danh sách mà chị Ngọc An đã gửi đến tôi. Đây là những danh sách những người đã bảo trợ cho chúng tôi và xin rất là cảm kích. Ông Nguyễn Hữu Nhân, chủ tịch Liên Trường C
sĩ quan được Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp 100 đồng để cho chúng tôi thực hiện cái buổi văn nghệ ngày hôm nay. Và xin rất là cảm ơn ông Nguyễn Phụ Nhân. Người kế tiếp là ông Nguyễn Đức Đệ, Liên Trường, sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 100 đồng. Cô Marie Văn Phòng Địa Ốc, và cô cũng là một người ca sĩ có mặt trong ngày hôm nay, cô đã ủng hộ 100 đồng. Xin cảm ơn cô. Và cô Phương Thư, Đài Phát thanh Sài Gòn Radio, cô đã giúp đỡ cho chúng tôi về vấn đề truyền thông để cho chúng tất cả cộng đồng ở nơi đây biết là ngày hôm nay nơi đây chúng tôi có một cái sân chơi nhỏ và được các cô gái tới đây ủng hộ. Đây là một niềm hạnh phúc rất là lớn lao cho tôi. Xin cảm ơn. Và cô Thủy Tiên, Leader Sài Gòn Radio, cô cũng là một người làm truyền thông và cô cũng đã giúp đỡ cho chương trình để mà đem tiếng nói của mình đến tay tất cả các quý vị đồng hương ở khu vực Hoa Vàng. Người kế tiếp là ông Võ Văn Sĩ, Liên Trường, sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã cho và tặng cho chúng tôi được 35 đồng. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Ông Nay Cắt Lễ, Liên Trường, sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã đóng góp 20 đồng. Xin cảm ơn với tất cả những cái sự đóng góp này của tất cả các quý vị. Bà Thiên Yến xin thay mặt cho nhóm hộp âm về gửi lời rất là chân thành cảm ơn đến những người bảo trợ. Sau đây thì bà Thiên Yến cũng xin mời một người bảo trợ có thể lên đây để nói vài lời. Như vậy thì cô Marie Thảo, cô có mặt đây không ạ? Ok, cô là một người địa ốc, cô bán nhà rất là mát tay nha, ai vô mà được cái nhà nào mà cô giới thiệu thì phát tài đó. Xin mời cô nói vài lời. Cô cũng là một cái ca sĩ dễ thương ở trong nhóm của chúng tôi. Thưa quý vị, em tên là Lan Thuê, em sống ở sân cư này cũng được 30 năm rồi. Tôi nhỏ to thì biết em cũng đã 50 rồi quý vị. Và đây tôi rất là có hân hạnh được có cơ hội phục vụ cho những thương vụ về bất động sản mua và bán cho tất cả quý vị ở đồng hương ở San Jose. Và nhưng mà có lẽ cái thương vụ của em thì rất là nhỏ, nhưng mà cái em muốn nói hôm nay đó là sự ra đời của hộp âm đen và người tổ chức chương trình đó là cô Bà Yến. Cô đã có những tâm huyết, những khát vọng là được phục vụ đồng hương và được và mọi người được chung tay với nhau để cùng những người bạn smart say mê âm nhạc có quyền và có nơi để mà ca hát, để mà share cái tiết bài đang của nhau. Và đó là cái điều ấp ủ của cô Bạch Tiến, và thật không ngờ là cô đã thực hiện và được tất cả mọi người đồng hương của chúng ta ủng hộ. Và tất cả những anh em, những nhạc công là anh Hoàng và những ca sĩ nhỏ tuổi local của chúng ta đó là cô Tường Vân, anh Đôn và cô Tường Vi, tất cả Phương Vi xin lỗi, và tất cả chúng em chỉ là những ca sĩ không tên tuổi nhưng rất là yêu say mê âm nhạc. Và chúng em đã ủng hộ cô cũng như quý vị đã đến đây ủng hộ cho hộp âm đen. Và không phải chỉ có nhóm nhỏ của em là ca sĩ đâu, nhưng mà rất nhiều hôm nay đến đây ngồi đây để là những ca sĩ local đã ủng hộ cô và Yến, ủng hộ hộp âm đen. Và chúng em xin thật là cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Mai Thảo Lê. Sau đây thì bà Kim Yến xin giới thiệu tất cả những thành viên trong nhóm của hộp đèn. Người đầu tiên đó là chị Ngọc An, chị là một nhà thơ văn.
người kế tiếp là ca sĩ Tường Vân. Và người kế tiếp là ca sĩ Đông Phạm. Và người kế tiếp là ca sĩ Marie Thảo Lê. Và người kế tiếp là ca sĩ Phương Vi. Đây là những thành viên trong nhóm mà Amen đã được thành lập. Mong là chúng tôi sẽ có cơ hội thì chúng tôi sẽ có MC Tường Vân và MC Đoan Phạm sẽ là người điều khiển chương trình trong ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa quý quan khách, thật sự chúng tôi rất muốn giới thiệu hết tất cả quý vị ngồi đây, vì đây là những tấm lòng có thương yêu chị em chúng tôi và thương Phật Pháp Bên. Giờ trưa nắng này bỏ thời giờ đến với chúng tôi, nhưng vì tôi nghĩ rằng sợ mất thời gian quý báu của quý vị, nên xin phép quý vị cho phép chúng tôi được xướng danh một số vị khách tiêu biểu. Và sau đó chúng ta cũng chào đón nhau bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Bác sĩ Vượng thì đến giờ này vẫn chưa đến, và bây giờ chỉ có phu nhân Thủy Tiên. Ông Hùng Tăng, hiệu trưởng TTM vẫn chưa đến. Ông bà Trần Hưng Toàn và phu nhân Bích Thọ. Ban của chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị nhạc phẩm Bước Tình Thầm của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang do tứ ca của hợp âm đen của chúng tôi. Tứ ca gồm có Tường Vân, Phương Vi, Marie và Đôi Phạm. Xin quý vị lắng nghe Bước Tình Thầm của Nguyễn Trung Cang. Người đây bước chân xin tìm đến người,
Thank you.
chỉ thương nhau rồi thì thấy chuyện tiền về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho tình dậy còn đây bao tháng năm âm thầm anh mơ bao vẫn mưa cho đời bên mang một nỗi đau buồn bài thơ nói về mùa thu của quê hương Việt Nam do chính Ngọc An sáng tác. Mùa thu trên đất nước tôi, mời quý vị cùng thưởng thức. Vàng đỏ mây mang
niềm cố quốc quê hương xa vời vời. Anh biết đó, em vẫn hằng mong đợi một mùa thu anh dặn lại bằng một mùa thu tái nhật lá vàng rơi. Xin cảm ơn. Về đây.
Và sau đây tôi cũng có một danh sách mà chị Ngọc An đã gửi đến cho tôi. Đây là những danh sách của những người đã bảo trợ cho chúng tôi, và xin rất là cảm kích. Ông Nguyễn Hữu Nhân, Chủ tịch Liên trường Sĩ quan Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã đóng góp 100 đồng để cho chúng tôi thực hiện cái buổi văn nghệ ngày hôm nay. Và xin hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn người sâu trong ao ngang không dưới.
người sầu, còn người sầu trong áo ngang khúc xuyên đến muôn hôm nam đau. Qua đi sương gần về, đêm buồn trông chân. Bài hát quân quân, bài hát mang nó kỷ niệm.
chào toàn thể quý vị. Và hôm nay tôi ở nhà tôi rất vui lòng rất hạnh đến đây tham dự cái cuộc hôm nay, đặc biệt là cảm ơn chị Nguyễn đã dành cho tôi những bản tin và sự giúp đỡ rất là tận tình. Hôm nay tôi xin hát một ca khúc mà tôi đã biết từ lâu rồi, có tên là Nắng Thiên Châu. Đây là chuyện tình đến đời tôi. Và phù hòa cho tôi thì có nhạc sĩ Hoàng và nhạc sĩ Công Dung. Thank you.
chúng tôi cũng hơi hồi hộp, là bởi vì lúc mở màn thì những tiếng hát quá là hay, làm cho mình cũng run, mình không biết là mình có đạt được như những tiếng hát không. Đó là cái điều hồi hộp. Có một điều tôi rất là thích giọng hát của chị Bích Thỏ. Chị có cái nét đẹp như Minh Hiếu nhé, hơi hàm hàm giống Minh Hiếu, mà chị hát hơi giống Minh Hiếu nữa. Và anh chàng này thì vừa đàn vừa hát, rất là nghệ sĩ, mặc dù mấy đầu đã hưởng xưa rồi nhưng mà máu nghệ sĩ vẫn còn ở bạn. Đúng là một cái club mà chị Trinh Yến đã muốn form, muốn tụ hợp lại tất cả những tâm hồn có tính nghệ sĩ. Thì chúng ta không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, chúng ta chỉ là người yêu văn nghệ, em cũng như chị Đặng Hà nói, mình hát với cái lòng, cái tâm lắng động của mình, cái không gian nó phù hợp với những cái bài hát mà mình muốn trình bày. Nó đòi hỏi gọi là một atmosphere, tôi không biết tiếng Việt Nam nữa, nó làm cho mình có cái hào hứng để mình có thể đọc hết cái hồn mình vào cái bài hát. Bởi vì mình không có kỹ thuật như ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi đề nghị với chị Kim Miến lần sau mình làm sao cái thầu này nó tối là một chút xíu thì nó có vẻ ta không gian ấm cúng hơn, làm cho cái tâm hồn mình dễ dàng vào cái bài hát để mà hát. Đó là cái một ý kiến. Vâng, thưa quý vị, một nhạc phẩm của đoàn trưởng cho Tư Linh được kể đến quý vị nhân dịp mà chị Ngọc An nói là chúng ta có cái chủ đề về thu. Mùa thu thì đã buồn ảm đạm rồi, mà mình lại còn nghe những cái bài ảm đạm như thế này, chắc là buồn lắm. Nhưng mà thôi, sẽ quý vị giải chúng ta cùng nhau thưởng thức Lá Đổ Muôn Chiều. Chắc là nhờ anh Dũng, xin anh Dũng clip. Như là nói, không phải là ca sĩ chuyên nghiệp cho nên là tôi sẽ cố gắng gửi đến quý vị nhà phẩm này nhé. Lòng dù sao chẳng nữa.
Tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ.